Ôi, có người rồi, có người rồi. Ê men, đợi tới men, giờ mấy giờ rồi? 6 giờ 10 đúng không? 6 giờ 10. Ôi trời má ơi, hết hồn. Ôi má ơi. Má. Ôi trời mẹ ơi. Gì vậy, ơi, 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 Siro đâu ra vậy? Trời ơi, chúng ta sống hay chết vậy? Gì đây? Hình như mình nghĩ chắc là ảo ảnh hay gì á. Đang đi hù cái, nó đóng cửa lại, hết hồn. Cái quái gì ghê vậy? Coi đến rùi hay gì nó bu vô một đống. Bật lên tiếp. What in? Gì vậy? Cái quái gì vậy? Không má, coi trại không, coi tí đây. Má người hả? Xác người á hả? God. Ôi ghê bãi lờ. Không má. Ôi trời ơi, ôi nó. Trời mẹ hết giật cái mình. Không ngờ nó thấy mình luôn. Đã sâu rồi mà còn ác nữa mày trời. Ra nữa nè. Nhưng mà nhưng mà trốn chỗ nào ta? Ôi đụ mẹ nó thấy thiệt quá. Ôi đụ. Ơi ơi cái gì mà chém gì ghê vậy bồ. Chạy vòng qua đây đi. No, chạy thật nhanh. Đúng rồi. Đúng rồi, đâu ở nhà đâu. Vô nhà đâu trời. Giờ đi không nào nữa. Ôi mẹ. Má chết N lần luôn mà vẫn chưa qua được khúc quái quỷ này. À đây. À đúng rồi. Nó vẫn chưa bắt được mình. Đúng rồi. Con mẹ mày. Cái game này nó không cho. Ủa what the fuck. Có gì té sắp mặt lờ luôn rồi. Đừng hù em nữa mấy anh ơi. Ê cái gì. Ôi nữa hả. Cửa bị chui lỗ chó. À không, chỗ này không chui lỗ chó được. À đây có cái lỗ. Cái này phải nhanh chóng tìm đường. Ôi mẹ ơi, nó làm gì ở đây vậy? Tính làm cái hầm ngục cuồng dâm mà. Thanh niên này là ai ta? Nhìn để đầu tóc, mặc đồ nhìn giống như mình là chúa vậy. Bị khóa rồi. Ôi mình vừa mới thấy cái bóng hay gì phải không? Ghê vậy cơ. Ôi mẹ ơi. Làm quái gì? Quay lại. Má mình đi quay phim set dạo vậy á. Mày đi tới mức độ mà mày mở cửa mình đi luôn hả? Ôi trời má ơi. Ôi trời má ơi. No bitch. Ôi, ôi mẹ ơi, tao nhảy đây. Ôi má nhảy xuống được luôn nè. Oh god, Blake. What the fuck? I don't know. À cái con nhỏ đó. We have to run. Ôi mẹ ơi, nó dí theo rồi, chúng ta phải chạy rồi. Đứa trẻ nào ở đây? Đừng có bắt tao vô nữa. Ôi. Gắt rồi. Tao đâu coi cha tao má chịch chú của mày tao chết luôn. Tao biết rồi, đừng có nhắc nữa. Trời má ơi. Phát ngay mặt. Tỉnh ngủ luôn. Im lặng hết sức có thể. Hên quá, chúng ta vẫn chưa chết. Chúng ta nên vô cửa đi. Ô mẹ cái gì? Hết hồn. What the fuck. Mình không nghĩ là tâm thần có thể làm những chuyện như thế này. Mơ cũng có pin hả? Mơ gì ảo lòi vậy? Có ai ngoài đây không? Responsibility. Hãy có trách nhiệm. Nguyên một cái hành lang. Ôi, mình vừa mới thấy cái gì đó phải không ta? Đúng rồi. Mời nó. Nó nè. Đứng yên rồi. Mày ngon lại đây mày. Mày ngon lại đây. À, tao đùa đấy, đừng có lại mày. Quần nó còn đó không? Ừ, nó vẫn còn đó mày. Ủa là sao? Trời má hết hồn rồi, trời má. Tự nhiên có má con gì nó bò lên chân mình rồi má.
Ồ, hay là con gì mà. Ủa, rõ ràng mình đi được nửa cái đường luôn rồi mà ta. The fuck. Hết hồn, tưởng má có cái gì ghê gớm lắm. Who are you? Mày người tốt hay người xấu vậy? Ethan. But I mean. Okay. I mean, are you one of them? Chắc chắn là không rồi, sao mày hỏi ngu mày? Nó thanh niên xoắn quá, mắt mờ luôn. Mày mày cứ thoải mái đây đi, tao sẽ giúp mày relax nhẹ. Có giường luôn nè. Nó rời đi rồi, nó rời đi rồi. What the fuck? You didn't give me up to her. What the f- Even though she... Ông chết luôn rồi. Má, tụi bay có biết là cái ông này ông người tốt cuối cùng mà tao gặp không? Ê, thanh niên. Nó giết ổng luôn rồi. Chết mẹ rồi. Này gọi là liều một phen. Hú vía. Má ghê vãi. Giống như đùi tử thần vậy. Oh, fucking Christ. Fucking Christ. Như cái thằng mà nó ngồi nãy vậy. Ở đây có cái lỗ. Chui xuống liền. We must rise to face them. There's no. Give them the knife, the club, the fist, if it's all you've got. God rejoices in the spilling of wicked blood. No. Mình không biết phải chạy đâu á. Ôi, đúng đường không ta? Má này gọi là... Má này gọi là chạy đại luôn ơi. Dân chơi, no. No, dân chơi, no. No, no. No. Đi vô khác đi bạn, đi vô khác đi. Đi vô khác đi. Ơi. Cậu mát, cậu thấy nó telebot không? Đang đứng bên đây, tay phải nha. Telebot sẵn bên trái luôn. Ôi. Sao mà đợi tụi nó mở cửa đi ra. Oh man, oh wow. Ôi trời má ơi. Trời má, đi xuyên tường luôn. Hay burglar luôn. Má bộ thanh niên biết mình đứng đây hay sao mày? Nhìn hoài luôn mày. Nhìn mắt mắt à. Đi chuyển đi bà nội. Đi vô khác đi bà nội. Nhìn hoài quá. Ghê vậy. Lờ luôn á. Mình nghĩ không nghĩ là bà thấy nhưng mà làm gì bà mới nhìn hoài á. Đứng nhìn hoài vậy bà. Đi chưa? Biết đi chưa nữa. Cứ ra thử rồi. Mình là mình không có kiên nhẫn cho lắm nhưng mà chắc đi rồi. Khóa cửa không? Ơi cái gì? Bà nó hết gặp người rồi còn gặp ma nữa chứ. Bà kia mày rõ ràng là bà bay lên mà phải không? Rõ ràng mình thấy bà bay lên mà. Đóng cửa lại á, chết đi bà già. Má đã không được đẹp mà còn kinh dị nữa chứ. Đừng đâm tôi bà già. Tôi biết bà tốt rồi nhưng mà cứ cầu nguyện tiếp đi. Đúng rồi cứ cầu nguyện tiếp đi. Đúng rồi. Bye. Nè mà see you again. Đúng rồi. Kéo đi. Kéo. Đúng rồi. Mẹ mày. Nhưng mà mình thấy không ổn tí nào á. Có điềm mình cá nhân mình. Chúng ta thử có một giây phút nào đó bình yên một tí được không? Chứ kiểu này mình thấy không ổn tí nào. Hết hồn má, tin nhắn. Má, tin nhắn cái giật của mình. Ê, các bạn thấy không? Có cái bóng đen nó vừa mới sượt rồi phải không? Rõ ràng. No. Tao không cần phải biết cái gì. Cậu phải đi, mày tránh ra khỏi cái... Ơi, hồn má. Má nó đi từ từ giống mình luôn. Đừng có dí theo tao nữa. Làm ơn. Tụt bé rồi. Rip rồi. Má thanh niên nó dí tới cùng rồi sao á. Hình như cái hôm này là mình bị dí cho tới cùng rồi sao. Là nó
nó không chịu tha, mà kiểu như là mình có đi cỡ nào nó cũng thấy chặn đường rồi, chặn đường rồi. Ngon mày qua đây, mày ngon mày qua đấy, mày ngon mày qua đấy. Pin hay gì đó. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Đi khai đi ông nội. Ơi, nó thấy rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Ơi. Sao mày cứ chặn đường tao quay vậy? Đâu? Tránh xa bố mày ra đó. Tránh ra. Đúng rồi. Cảm ơn. Cái lần nào cũng phải cho hai phát chị mới chịu. Đóng cửa lại. Ơi, dừng chơi. Đùa. À. Rồi, gục rồi. 4 phát là chết đúng không? Như cái bà nãy phải. Cái bà nãy. Hết hồn. Tôi tưởng là con quỷ nào chứ. Ê, trời đụng quá, lần này bà chém thiệt đi mẹ mày. Máu chốt của game này. Ôi trời. Là những người này trước sau gì cũng đâm bạn. Cho nên bạn đừng có tin ai hết. Nó tự nhiên đâu xuống. Ê. Mày làm tao đỡ sợ đó. Ê, mẹ mày. No. Chó mày ngon lắm. Ngon bù vô bút school tao nè mày. Mày hay lắm con chó. Mày ngon mày vô đây. Mày đâu rồi? Đừng lắc khỏi tay nó bó vô nha. Ê, đủ quá, nó tay nó bó thiệt địt mẹ. The fuck man, nó đi gì lẹ vậy? Trời má. Trời má, chặt cu for real. Trốn đỡ đi. Hay là kéo nhiệt tình lên. Kéo nhiệt tình lên. Chạy. Anh mày chạy ra khỏi chỗ này đi. Đâu? Cái con mẹ bỏ tao ra. Đúng rồi, bỏ tao ra. Chặt cu tao hoài. Đời nó không được đẹp rồi còn bị chặt cu nữa. Ai. Đúng rồi, phải vậy chứ. Love con mẹ mày. Nghĩ sao mà love hả trời. Ê! Rồi, không ổn rồi. Cái thằng đó hình như là cái thằng... giống hồi nãy, mấy cái thằng ốm yếu này nè. Ai ngờ lại quất cho tát cho phát gục luôn. Rớt cả mắt kính ra ngoài. Thế loại quái gì đó còn nó bắn ra xa được nữa hả? Chuyện chơi vậy? Cái màu nhìn đẹp quá ha. Hết hồn. Nào đi đái xong để chịu gọi cầu. Tởm bỏ mẹ. Bên đây cũng vậy. Chả có mẹ gì hết. Hay là kêu mình đi đái cái rồi mình xem câu chuyện sẽ ra tiếp. Cái tờ giấy nó vừa có rớt xuống rồi phải. Ôi what the f- What the f- Thôi không, chúng ta đóng cửa lại được. Chỉ vì đi điều tra ba cái này. Ủa sao chưa chết nữa? À, này nó chỉ bị đóng đinh vô tai thôi. Ôi mà giống kiểu con gái tới tháng vậy mà xịt đầy tường. Tường đang trong trắng sạch sẽ. Ôi trời má ơi, hết hồn. Ơi, nhảy bác đen ông nội. Oh shit. Oh. Má phải chạy lại đây bắt cái điện thoại bàn. Hello. Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out. Chạy cho đã, chạy ngược lại đây bắt cái điện thoại bàn. Bắt some place safe where you can remember the taste. Cái điện thoại bàn. When you felt her neck break, you diseased cocksucker. Oh what the? Mà bả cái thanh niên liếm. Vâng là liếm. Má cái này gọi là headset mà qua điện thoại nè. Má. Không ngờ giờ nó phát minh công nghệ hiện đại vào cơ lờ. Má, mai mốt bạn có thể liếm nhau qua điện thoại bằng cách gọi điện với nhau. Kiểu bạn nhớ người yêu quá, mà nhưng mà bạn người yêu bạn ở đâu xa quá, bạn có thể liếm qua điện thoại. Má, nhìn nó liếm tởm đéo tả được luôn. Đéo. Ôi, nó thù mới nhìn này tởm đéo tả được luôn. Mút lưỡi nữa. Ôi trời.
What? Má trời, má bơi cũng bị giết nữa trời. Má dí nhau dưới hồ bơi. Rảnh lắm. Nhà vệ sinh nữ. Lộn server. Hello. Má công nhận nhà vệ sinh nam á. Nhìn có vẻ tởm hơn nhà vệ sinh nữ. Mẹ nhìn hồ bơi đẹp ý. Ờ không, nhà vệ sinh nữ nó còn ghê hơn nam nữa. Trồn quá má đó. Má nhà vệ sinh nam tuổi lồn luôn á. Má nhà vệ sinh nam tuổi gì. Má nhà vệ sinh nữ à. Trời ơi. Má vậy nhìn nhà vệ sinh nữ đi. Hãy nhìn nhà vệ sinh nam mà học hỏi đi. Nhà vệ sinh nữ gì tởm thấy mẹ luôn. Ôi, what the fuck. Đến nỗi hàng đó rồi còn what the fuck nữa mà. Fuck. Rồi đó mình vô phòng phòng vi tính học ra phần đó. Nói chung là mình đem cái USB lên lên lớp bà cô, xong rồi vô mỗi đứa chia nhau cái USB ra, xong rồi trong đó có sẵn Counter-Strike mà cái phiên bản portable á, cái phiên bản mà di động á, bấm vô là vô game thôi chứ không có cài gì hết á. Đó, giờ chỉ cần copy nhẹ mà cái file nó nhẹ lắm, xong cái nguyên đám vô ngồi bắn Counter-Strike. Má làm nhìn cái phòng nó nhớ cái trường quá. Trời ơi. Ok, nhưng mà đi đâu có được chứ. Gì mà máu chảy tràn trề ghê vậy. No. Chảy gì ghê vậy. Ôi, đã dơ rồi còn, đã dơ rồi còn nhây nữa. Đeo. Má cái chỗ đó đã nhỏ rồi mà nó còn ra để chém mình cho bằng được nữa. Ê vừa lờ. Hồ máu đi. Ê trời ơi má ơi. 10 giờ tối hôm qua tới giờ rồi. Ê trời ơi là trời. Bấm nhầm nút. Nó dí rồi trời ơi. Giờ nó dí rồi trời ơi. Trời ơi mình đang chạy đại luôn á. Giờ đang này nó bị tới giờ động kinh rồi. Cái giật gì sao chạy. Đó chặn lại được rồi. Hên quá con ơi. Sao chưa qua được. Quậy quậy cái gì. Quậy cái gì. Mày quẩy cái gì? Đừng nói nó qua thiệt nha. Ơi, đáng lẽ mình không nên đùa. Làm học sinh treo cổ ghê vậy. Má cái học sinh nó treo cổ rồi trời. Khóa luôn. Rồi. Tượng thánh giá rất là hiểu rồi. Má máu me rồi. Rip rồi. Rip Jesus. Cái game này. What the fuck. What the fuck. Fuck. Bé này bị gì vậy. Fuck man. Này nó hút lá đu đủ nhiều quá rồi đó. Má giờ chạy đâu nữa trời. Oh, be careful, little eyes, what you see. Ghê vậy cơ. Above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful. Nó biết rồi. Ê, sao mày teleport vô ảo vậy? Đóng lại, đúng rồi, chặn lại. Xuống đi em. Bye bye tụi bay. Ừ, hay quá mấy đứa ơi.
Hay quá. You're not evil, Blake. Oh, what the fuck? Just confused. Ôi chết luôn. Má ở dưới có cái đám á. Má tránh vô dừa, gặp vô dừa trời. Ôi tránh ra, tránh ra. Trời nó cuộc chạy không biết chạy đâu. Rồi sắp mặt luôn. Lỗi luôn rồi. No. Ơi từ từ đó thanh niên. Chắc phải nên chạy xuyên qua chỗ thằng này luôn. Ơi. Bốn nhát là chết. Ây cha. Ráng đi, càng nhanh càng tốt. Ráng đi. Gần tới rồi. Cái thể loại quái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi tới thanh niên, tới giờ cỏ rồi. Cái hội festival gì ở đây trời. Cái gì nó treo ai vậy? My god. Lin, ê, con Lin, phải Lin không? Phải nó không trời? Black, Lin, lên ơi Lin. Tao biết ở đâu rồi nhưng mà giờ sao thằng này bị phê thuốc rồi. Nói gì ghê vậy bộ? Jessica hả? Get off me. You have to tell me. Off of me. Not unless you answer. No. Nó là người hay là ma vậy? Okay. Nắm tay hả? Sao mà mặc đồ đẹp vậy? Xong tay không chảy máu vậy chứ? Đi đi. Nhỏ vậy đi tướng nhìn chảnh quá. Chúng ta phải ra khỏi cái chỗ này thôi. Nhưng mà còn Lin thì sao ta? Thôi kệ. You're cái gì vậy? How? Em có bầu. What the fuck? Má nãy còn vừa trên máy bay còn bình thường mà giờ có bầu rồi. Ow baby. Chắc vợ đi đẻ mà. What the fuck? Làm gì căng vậy bộ? Vợ đi đẻ mà làm gì sấm sét ấm nào ghê vậy? Má, dắt vợ đi đẻ coi. Má, vợ tôi sắp đẻ rồi mấy bạn ơi. Sắp đẻ rồi. Chắc đi chỗ này đúng rồi nè. Xuống em, đẻ luôn em. Chỗ này sạch sẽ, không có gì. Thiệt luôn à. Nhìn bà rồi, bà dơ hết chỗ nói luôn. Rồi, xảy thai mẹ rồi. Sao rồi? Ấy là tại mình có nghe các bài bạn nói là có vụ mà có thai gì á là tụi nó bắt bà này đẻ sao á. Sao vợ mình lại có vợ mình đẻ ngay lúc này ta? Sao mày không thể chọn cái thời điểm nào đẻ tốt hơn hả trời? Nó dắt vợ đi đẻ lúc này đúng rồi. Kinh dị. Oh shit. Má mày được lắm mày cắt. Sáng giờ mày cắt cua tao đủ rồi nha. Sao nó tự đâm bản thân luôn. Fuck you and fuck your god man. Má mày chặt cua tao đạo đủ rồi nha mày. Đủ mày. Nãy giờ nhiều lắm nha mày. Chừa cái tật nha mày. Đi em, đi. Anh dẫn em đi. Sáng giờ đi chặt cua anh hoài luôn em. Má anh đéo tao được luôn á. Hơn là giờ cua anh vẫn còn nguyên nè. Dắt vợ đi đẻ mà làm gì ghê thiệt luôn. Oh shit Blake. Em sắp đẻ rồi. Oh. Yeah, she's coming soon. Sắp ra rồi. Yeah, chúng ta có sắp. Con gái hay trai em? Con gái hay trai? It's cold. Biết rồi, anh biết rồi. Cứ đi đi em. Người ta nói là đi nhiều mau đẻ mà đúng không? Đi nhiều mau đẻ. Ráng đi đi em. Sắp tới rồi. Rồi vô được rồi. Đó, gần vô rồi. Rồi vô rồi. Đẻ đi em. Em muốn đẻ kiểu quái gì cũng được, anh cho em đẻ thoải mái luôn. Bây giờ tao thui vậy. Có cái giường đây nè. Vô nè. Má có đồ rặn đẻ luôn nè.
Sao tóc nhỏ này dính cái gì mà nó trắng bóc vậy? Shit. You need to lie down. Ô nhưng mà cặp ngực đẹp á. You can do this. Oh god. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. Rặn đi em, rặn đi. Bình tĩnh, cứ từ từ mà rặn. Nhưng mà nó không thích nha. Cái này là mình nhớ cái phim gì của Thái má con nhỏ đó, y tá nó đẻ ra coi mà chui từ đó ra má ghê hết. Phim hình như cái gì mà bác sĩ gì á, có mấy con bác sĩ á, tự nhiên con lấy hồi có con nhỏ kia đẻ ra, đẻ trên cầu thang á mà đẻ ra con má nguyên của mà ghê phết đi được. Cái cảnh này là mình nhớ. Ôi mẹ ơi má, đây là cái cảnh đẻ mà nó tởm, biết vừa đẻ ra tự đứt nhau thai luôn. Má đúng rồi, bạn nói mình mới để ý cái thai gì đó mới có mấy tiếng à, mà nó bự bằng cái thai 9 tháng 10 ngày á. Giờ mà nó đẻ ra em bé nữa mới ghê chứ. Nó trông mày vô viện như lão luôn á, không má cu di viện luôn á, chứ nhìn hành nọ này không dám nhận nuôi thiệt luôn. This way black ha ha hi hi, cười cũng trẻ trâu phết. Gì vậy? What the? Cái mặt nhìn ghê vậy bác.